Cảm ơn bà con. Chúc mừng đại tráng nhé. Thuận tử lại cao lên rồi. Phải đấy. Đại ca, huynh đệ. Ca ca, đại tráng. Ca ca, chàng về rồi. May mắn quá đi. Đệ đệ, nhớ chết mất thôi. Đi, chúng ta về nhà. Đại tráng, đi đi. Bà con, mời bà con ghé nhà nhé. Mời bà con qua nhà ăn tiệc. Nào nào nào, ca ca, bước qua chậu lửa đi. Vui quá. Linh dị của đại tráng. Tẩu, tẩu tẩu. Tẩu tẩu, ta muốn túc trực cho chàng thêm 7 ngày. Đều là của ta. Cái thứ trộm gà. Làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vậy sau đó thế nào? Sau đó tiểu tráng đã phát điên. Ngài nói xem, một gia đình đang êm ấm, sao lại thành ra như vậy chứ? Thế thi thể của đại tráng đâu? Đã hạ quyệt rồi. Cái này ngài nhận lấy. Để ta. Cứ để ta cầm hộ. Vậy hai vị vất vả rồi. Ta muốn gặp thử cậu ấy. Kể từ sau ngày đó, đệ ấy đã ra nông nỗi này. Vui lòng lánh mặt một chút. Các người làm gì vậy? Sư phụ, bắt lấy. Máu chó đen.
Sao các người biết được là ta? Người nặng mùi quá. Ra đây. Làm binh đấu giả, gia liệt trận tiền hành. Ra là một con chuồn nhãi nhép. Này hai người, đừng lo chuyện bao đồng. Ngươi làm việc xấu thì bọn ta phải xen vào. Là bọn chúng bắt nạt ta trước. Giao truyền vũ khí đằng đằng, thiên quan tốc hiện, phúc hộ chân nhân cấp cấp như lục lệnh. Dương Nguyên, bách độc bất xâm. Nhất Trạch, huynh nhớ ta không? Nhớ. Nhất Trạch, tỉnh lại đi. Tất cả đều là ảo ảnh. Thái Thượng Đại Tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, bảo mệnh hộ thân, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tán khuynh, cấp cấp như lục lệnh. Sư phụ. Đạo sĩ thối, ngươi bỏ ta ra. Thu phục nó. Thu. Tiểu Tráng, Tiểu Tráng, sư phụ, đệ không sao chứ? Đệ nói xem chúng ta cái nghiệp gì thế này. Hoàng yêu tu luyện lâu năm, là sẽ đi tìm người hữu duyên với nó. Đại ca, Đại Tráng, nếu như ngươi thừa nhận nó là người, là nó có thể độ kiếp phi thăng. Nhưng vào đúng lúc này, lại có người hại người hữu duyên của nó, nên nó mới đến để trả thù. Cái xà trên cửa là ngươi làm phải không? Cô biết hết sao? Có câu yêu pháp dễ trừ, tâm ma khó đuổi. Tâm ma của chính mình vẫn phải cho mình tự đuổi. Không ngờ được đấy. Ra đây, ra đây. Nhân quả tuần hoàn, đạo pháp ảm nhiên, ông trời có an bài hết. Sư phụ, con muốn bàn với người một chuyện. Nói. Người thanh toán tiền công cho con đi. Cần tiền công để làm gì? Con vào thư hiện học 2 năm, quen biết một cô nương, đã đính ước trọn đời. Con giỏi quá nhỉ. 2 năm đã đính ước trọn đời. 7 ngày nữa là ngày con đến nhà dặm hỏi rồi. Không có cửa đâu. Người ta sẽ không lọt mắt kiểu người như chúng ta đâu. Không đâu sư phụ, Đinh Hương không phải loại người đó. Được rồi, được rồi, cho con vậy. Cảm ơn sư phụ.
Không phải sư phụ, con cần ngân lượng cơ. Ngươi đưa yêu quái cho con làm gì? Con đã thu phục cô ta thì giờ con là người hữu duyên của cô ta, cái này đáng giá hơn ngân lượng. Sư phụ, người ta không lọt mắt con đâu. Lọt mắt rồi mà. Không lọt mắt. Lọt mắt từ lâu rồi. Không lọt mắt. Lọt mắt thật rồi mà. Không lọt mắt. Sư phụ. Bộ phim Thiên Sư Trừ Ma. Trấn Thường Lạc. Buộc chặt vào nhé. Cái đó để sang bên này. Dân Đinh Phủ. Ta không muốn sống nữa. Người đâu? Vào đây ngay. Đinh Hương à, người đâu? Lão gia sao thế ạ? Mau dìu nó xuống. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Tránh ra. Tránh ra hết cho ta. Lão gia, lão gia. Đinh Bá Niên, cha không được lại gần. Nếu còn ép cả con cho tên họ Lưu đó, con sẽ chết cho cha xem. Được, 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 được. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện nhé. Đưa đây. Lão gia, cái thứ đại nghịch bất đạo, không được lại gần. Con lại gần ta chết cho con xem. Ta cho con biết, đinh gia này do ta quyết hết. Con sống là người Lưu gia, chết cũng là người chết của Lưu gia. Con ngây ra làm gì? Thu hết mấy thứ này lại cho ta. Dây thừng giật sắt, mau mau. Không được cho nó ra khỏi cửa phòng nửa bước. Làm phản rồi. Qua đây, giúp ta. Giao cho em nhé. Em Trấn Thường Lạc. Sư phụ, kiếm kim tiền gãy rồi. Nhất Trạch, con tới Đinh gia trước. Ta đi làm chút việc. Dân. Công tử. Lưu công tử. Tiểu Hồng. Công tử. Lâu rồi không gặp. Ngài đừng cười nữa. Tiểu thư nhà ta bị lão gia hứa gả cho Lưu gia thôn bên cạnh rồi. Cô nói cái gì? Ngài cũng đừng cuốn.
Tiểu thư ta gửi cái này cho ngài. Tiểu thư vì ngài mà hao tâm tổn trí, ngài đừng làm tiểu thư thất vọng nha. Nhà ai mà hoành tráng quá vậy, khí thế quá. Dịp vui lớn, ngày vui trọng đại, nhiều sính lễ quá, nhiều thế. Chào bà con. Chào chào chào. Hôm nay ta thành thân, thành thân. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ. Chúc mừng, chúc mừng. Ai đây? Đây là công tử của Tề Quốc, sắp rước thiên kim của Đinh gia đó. Cái gì? Chẳng phải lão Đinh đó hứa gả con gái cho Lưu gia ta rồi sao? Đinh phủ, hôm nay mọi người làm việc năng suất đấy. Chuyện gì thế kia? Phải rồi, ta cũng không rõ. Thế này là sao? Lão gia, ngài nhìn đi, rõ là không coi Lưu gia ta ra gì mà. Ngươi ra đây. Lão Đinh, lão ra đây cho ta. Ra đây. Lưu lão gia, có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói. Có gì mà nói. Đinh gia các người có thể làm ra thứ chuyện một gái cả hai chồng, đúng là vô liêm sỉ. Lưu lão gia, vụ này nhất định là hiểu lầm. Giữa ban ngày ban mặt, không thể nói bừa được đâu. Hàng xóm láng giềng đều đang nhìn vào đấy. Ta nhổ, dám làm không dám nói phải không? Ta không cần biết, hôm nay Đinh Hương phải là của ta. Người đâu, cướp cho ta. Lưu lão gia, không được đâu, không được đâu. Lên lên, mạnh vào, cố lên. Lưu lão gia, làm vậy không được đâu. Dám dở thói ngang ngược ở chỗ ta. Ta liều với ngươi. Lão gia, lão gia, lão gia. Đinh gia các người, Đinh gia các người tà quái quá. Hôn sự này ta không cần nữa. Đi đi, đi đi đi. Lão gia này có vấn đề. Ngươi vừa nói gì cơ? Lão biết yêu pháp, thả ta ra. Ta giúp ngươi xử lý hắn. Mơ đi. Ai biết được ngươi có âm mưu gì. Công tử, lão gia nhà ta muốn gặp cậu. Đây chính là lão gia nhà ta. Chào bá phụ. Hai mươi năm trước, thần dị của ân sư Lâm Công. Cha, cha về sớm nhé. Tối nay lại có món ngon. Được.
Cha đi cẩn thận. Tiểu Nhu, có ghẻ, đừng chạm vào. Tiểu Nhu, đừng gãi, đừng gãi. Cố gắng lên, chúng ta cùng ép nó ra ngoài. Tiểu Nhu, đọc theo ta. Thái Thượng Đại Tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, bảo mệnh hậu thân, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an ninh, tam hồn vĩnh cửu, phách vô. Vô ích thôi, ta mà ra cô ta sẽ chết. Nghiệt súc, ra đây cho ta. Người cắt đứt dây đỏ trên người Rơm, thả nguyên thần của ta thì ta sẽ ra. Có biết tại sao ngươi không tu được thành chính đuôi không? Vì ngươi làm nhiều việc ác, vĩnh viễn không thể độ kiếp. Lâm Cửu, ta không tha cho ngươi đâu. Thu. Cha. Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, con cố gắng thêm một chút. Cha đưa con đi khám đại phu. 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 Tại sao? Tại sao? Tại sao các người lại như vậy? Cha, ta. Nhu Nhi, con phải gắn lên. Gắn lên con. Cha, con không sao đâu. Chúng ta về nhà thôi. Cha có lỗi với con. Xin lỗi con. Cha, con không sao. Cha, chúng ta về nhà nào. Đường, về nhà. Đường, về nhà. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Lâm Cửu, bây giờ ta truyền lại y bát cho con. Nhưng con đường của chúng ta đều không dễ đi. Có thể sẽ có người ghét bỏ con, cũng có người biết ơn con. Dù tương lai có thế nào, ta cũng hy vọng còn có thể kiên trì là một pháp sư trừ ma. Lão gia, cậu ấy tới rồi. Chào bá phụ. Là tiểu tử nhà ngươi gây ra mưa gió khắp thành, đòi lấy đinh hương nhà ta hả? Tại hạ Tề Ngộ, là hậu duệ của Tề Dương, quý tộc tiền triều.
Lúc đi học ở thư viện, may mắn được quen biết Đinh Hương cô nương. Hôm nay đến nhà dạm hỏi. Cái quái gì cơ? Quý tộc tiên triều, ngươi nghe bao giờ chưa? Đều chưa nghe nói. Bá phụ. Bá phụ. Người đã nhớ ra chưa? Chính là hậu duệ của Tề Dương đó. À đúng đúng, nếu không cũng đã không ưu tú thế này. Tiểu tử đây còn mắt cũng khá có thần, phải không? Dáng dốc cũng khá dạm dở. Quay người một cái ta xem thử. Quay cũng đẹp luôn. Tề Ngộ, Đinh Hương, huynh, sao huynh lại đến đây? Ta đến để dạm hỏi. Huynh đến muộn rồi. Ta đã được hứa gả cho Lưu gia rồi. Thế phải làm sao? Cái gì mà phải làm sao? Chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, ta nói làm sao thì cứ làm thế. Cô già đích thực. Cậu xem, cậu mang nhiều lễ vật đến thế này, ta cũng không có gì để đáp lễ. Vậy ta sẽ đáp lễ cậu bằng một ly trà. Nào nào nào. Nào 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 cô gia. Cảm ơn bá phụ. Nào nào nào. Nào 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 cô gia. Tiểu thư, lão gia có lời muốn nói với cô gia. Cô gia, ta hỏi cậu này, cậu thật sự là hoàng thất tiền triều? Ta, thực ra ta là... Thực ra là gì? Lưu Nhất Trạch, ngươi mắc bẫy hắn rồi. Thả ta ra, ta có thể giúp ngươi. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ta, tin ta đi. Bằng không một khi lộ tẩy là Đinh Hương sẽ phải gả cho người khác đó. Ta, Tề Ngộ, huynh không sao chứ? Cô gia, cậu vẫn chưa trả lời ta mà. Cha đừng hỏi nữa. Ta là hậu duệ của Tề Dương. Tại sao người cứ không tin ta chứ? Nhưng đây là số của ta mà. Phải, hôn sự của hai người là định mệnh rồi. Đinh quản gia, có, chuẩn bị tiệc tối. Tối nay cho hai người họ đính hôn. Dân lão gia, Đinh Hương, ta có chuyện muốn hỏi con. Qua đây, mời. Công tử, mời đi theo ta. Mời công tử. Mời công tử. Ngài nghỉ ngơi sớm nha. Làm phiền rồi. Đưa ta. Mẹ ơi, đứng lại. Không được chạy. Dừng. Đừng. Người lấy quán trả ơn đấy hả? Nếu ta mà nhả tay, ngươi lại nhào tới thì làm thế nào? Ngươi bỏ ta ra, ta cho ngươi biết một bí mật. Ngươi lừa kẻ ngu à? Ngươi không muốn biết bí mật của lão gia Đinh gia sao? Bỏ ra. Ôi mẹ ơi, đưa ta. Ngươi giở trò đánh lén, thứ rác rưởi này, ngươi không có thực lực, đưa ta. Bỏ tay ra. Không, đưa ta. Bỏ tay ra. Bỏ ra. Bỏ tay ra. Nhất Trạch. Bỏ tay ra.
Lưu Nhất Trạch, Đinh Hương, mau qua phụ một tay. Ngươi giúp, bỏ ra nghe chưa, giúp ta giúp. Khoan, ngươi ở yên đấy, mùi qua đây. Đinh Hương, mùi đừng hiểu lầm, mùi nghe ta giải thích, cô ta là yêu quái cho ta và sư phụ ta thu phục. Huynh lừa ta, ta không lừa mùi đâu. Nếu ta mà lừa mùi, ta sẽ bị trời đánh thắng giật. Ôi mẹ ơi, ta không lừa mũi thật, cô ta là yêu quái thật mà. Là yêu quái, cô ta là hồ ly tinh thì có. Cô mới là hồ ly tinh, ta là chồn. Đúng đúng đúng, cô ta là con chồn. Không phải. Người ở yên đấy, người đi giải thích rõ ràng cho ta đi. Người tháo dây trên người rơm ra, ta sẽ giúp người đi giải thích rõ. Không thể nào, đổi cách khác. Vậy người trả lời ta một câu hỏi. Người hỏi đi, lẹ lẹ lên. Ta giống yêu hay giống người? Ngươi, ta hiểu rồi, ta là người hữu duyên của ngươi. Nếu như ta nói ngươi giống người thì ngươi sẽ được độ kiếp, có phải không? Không thể nào, ta là một pháp sư trừ ma, có thể giúp ngươi độ kiếp sao? Thu, Đinh Hương, Đinh Hương, mùi mở cửa ra, nghe ta giải thích có được không? Ta không nghe, không phải như mùi. Đinh Hương, muội. Chào cô gia, chào cô gia. Đinh Hương, mở cửa ra. Huynh đi đi, ta không nghe. Đinh Hương, mở cửa ra đi mà. Xin muội đấy, không nghe. Đi đi. Huynh có kéo ta cũng vô ích. Nhất Trạch, Nhất. Đinh Hương, cứu ta. Mụ tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại đi. Đinh Hương, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tán khuynh, cấp cấp như luật lệnh. Có chuyện gì vậy? Phải đấy, sao lại thế? Phải đấy. Đừng nhìn nữa, mau đi nấu cho tiểu thư nhà các ngươi ít cháo gạo nếp. Đi mau. Vâng, được được được. Đinh Hương, Nhất Trạch, Nhất Trạch, Đinh Hương, có yêu quái, có yêu quái. Mùi đừng sợ, đừng sợ, có ta rồi. Mùi trả lời ta một chuyện, nhà mùi có thường xuyên xảy ra chuyện thế này không? Lần đầu. Thế cha mùi có từng học phương thuật không? Huynh nghi ngờ cha ta. Cha ta tuy có hám tiền, nhưng ông ấy không thể là yêu quái. Được được, đừng cuốn, đừng cuốn. Có ta rồi, mùi đừng sợ. Đừng sợ, có ta rồi. Đừng sợ. Lão gia, cho người ta xem một bộ sim y mới đi mà, có được không? Lão gia, người ta cũng muốn. Nghe ta nói, nghe ta nói. Nhị lão gia Đinh gia, Đinh Trọng Đà, nghe nói cô gia nhà mình là công tử của Tề Quốc. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Tam lão gia Đinh gia, Đinh Thúc Thái, Đinh gia nhà mình có được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay là phải nhờ cậy hết vào đại ca chúng ta. Phải đấy, phải đấy, phải đấy đại ca. Huynh mau mau, phu nhân của Tam lão gia cho bọn ta được chiêm ngưỡng giới. Ta được gặp rồi, tiểu thiếp của Đinh Bá Niên, cậu ấy khôi ngô lắm. Lão gia, cho họ gặp đi. Ngồi xuống. Cẩn thận, đây là... Có chuyện gì vậy? Đinh Hương, con sao thế? Con, bá phụ, trong nhà mình có yêu quái. Yêu quái? Không thể nào. Người thử nhớ kỹ lại xem, gần đây trong phủ có chuyện lạ không? Nó đến rồi, nó lại đến rồi. Im ngay. Phủ đã mất tích tận mấy người rồi, làm mấy đợt pháp sự rồi vẫn không đuổi đi nổi. Im ngay. Quả thực nhà có người làm mất tích, nhưng chưa từng xảy ra chuyện lạ như hôm nay. Ta cảm giác có vấn đề, ta phải quay lại đó xem lại chút. Đứng lại. Ngươi định đi đâu?
Hôm nay là tiệc đính hôn của người đó. Bá phụ, nói chuyện riêng một chút nào. Bá phụ, chuyện này không xem thường được đâu. Không nhìn thấy yêu quái không có nghĩa là không có. Nó biết lợi dụng điểm yếu của con người để biến chúng ta thành mù nhìn của chúng. Ngươi đừng có ở đây bắn tiếng đe dọa. Làm gì có yêu quái nào ở đây, lấy đâu ra yêu? Phu nhân của nhị lão gia. Nhị ca à, huynh làm ăn kiểu gì vậy? Tẩu tẩu thường ngày không được ăn no sao? Huynh xem gì mà như quỷ đói đầu thai thế? Đình Thúc Thái, người lấy trộm tiền ở nhà, ra ngoài cờ bạc gái gú, không ta, ngươi còn mặt mũi hả? Tẩu ấy điên rồi. Chưa hết, chuyện giữa ngươi và ba tiểu thiếp đó, ngươi tưởng ta không biết à? Không, bọn ta không có. Ta thấy ông chán sống rồi. Đừng, còn có một cái túi thơm xanh lục nữa này. Đưa ta. Liệu có thư từ hẹn hò của các ngươi không nhỉ? Có cả cái này xanh đó, đưa ta. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau kéo cô ta lại. Quýt hết ra cho ta. Đinh Bá Nhiên, ngươi cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp. Ta trong nhà có ba tiểu thiếp vẫn chưa đủ, ngươi còn lén lút nuôi tình nhân bên ngoài. Vô liêm sỉ, đừng nói nữa. Tránh ra, không được lại gần. Không được lại gần. Chuyện ngươi hứa với ta thì sao? Ngươi hứa với ta, ngươi sẽ cho ta một đứa con trai mà. Con trai nào? Ta không muốn sống cùng lão nữa. Ngươi, đừng. Mau xuống đi. Bắt cô ta lại, ghi chặt. Đinh Trọng Đạt, ngươi lén lút bày trò phong thủy hại ca ca ngươi. Bà đây mang thai ba đứa, ngươi cũng không cho ta sinh. Chăm sóc tiểu thư cẩn thận. Nhanh, ra đây tìm hết đi. Tất cả qua bên đó, nhanh lên. Qua bên kia tìm thử. Xóa thật kỹ vào cho ta. Đây này, nhìn này. Dương liễu sống, đánh con quay. Dương liễu xanh, quăng con quay. Đánh con quay. Đá cầu. Dương liễu xanh, quăng con quay. Về nhà đi, đừng có ở đây cho mất mặt nữa. Về nhà. Ta đang muốn chuẩn bị cầu cho con trai ta. Đây là con trai ta. Làm quen chút. Con ả này điên chắc rồi. Người đâu, mau lấy dây thừng trói cô ta lại. Nhanh lên. Này là bị yêu quái nhập rồi. Không đúng, yêu quái không còn ở trong con người bà ấy nữa. Đi đâu rồi? Đinh Hương đâu? Tiểu thư, tìm thấy chưa? Vẫn chưa. Tìm mau, tiểu thư, bên này cũng không có. Tìm kỹ lại xem nào. Tiểu thư là cô sao? Tiểu thư. Người có thích thân thể ta không? Thích à? Vậy ngươi sợ ta đi. Không dám, ngươi sợ ta đi. Không dám, ngươi sợ ta đi. Không dám, sợ ta đi. Vậy tức là ngươi ghét ta. Ngươi ghét cô ta.
Ta giúp người giết cô ta có được không? Ta giúp người giết cô ta. Ta giúp người giết cô ta. Đinh Hương, Đinh Hương, Đinh Hương. Tiểu thư, Đinh Hương. Ngươi đừng chạy thế, Đinh Hương. Mau sợ ta đi. Đinh Hương. Nhất Trạch, ta buồn quá. Đinh Hương, Nhất Trạch, ta giết chết ngươi. Ta phải giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Nguy hiểm. Ta phải giết ngươi. Đinh Hương. Đồ ngốc, thả ta ra. Người đánh không lại con yêu quái này đâu. Người giúp ta cứu Đinh Hương, ta sẽ giúp người độ kiếp. Bỏ ta ra. Tiên đường cấp phần nhất trụ hương. Hương truyền tin tức, thông bát phương. Kim triêu hữu sự lai chiêu thỉnh. Các lộ thần tiên cấp lâm đường. Cấp cấp như luật lệnh. Ta phải giết chết ả. Mau giúp ta đè cô ấy lại. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh nhanh nhanh. Sợ quá phu nhân ơi. Hôm nay ta nhất định phải giết chết ả. Nghiệt súc, người thoát ra bằng cách nào? Lâm Cửu, chờ ta khôi phục nguyên thần, sẽ quay lại tìm ngươi. Ngươi chờ đấy. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tán khuynh, cấp cấp như luật lệnh. Câu linh khiển tướng, chỉ cần có chút sơ sẩy là sẽ bị tác dụng ngược. Sư phụ, Tiểu Hy là yêu tinh tốt, nhớ kỹ. Dân, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Nào, mau dìu Đinh Hương vào phòng. Đa tạ đại sư. Tiểu thư, không sao, không sao, không sao. Vì đại sư đây là... Ta là một pháp sư trừ ma. Con hồ yêu khi nãy giả hoạt hung tàn, nhiều năm trước đã bị ta đánh bại. Ta đã làm pháp trận, chỉ cần phong ấn nó 20 năm là có thể tiêu diệt được nó, nhưng vẫn để nó thoát ra ngoài. Mọi người đừng sợ. Nguyên thần của nó bị hư tổn, chỉ cần ý chí kiên định là nó không thể làm hại gì đến chúng ta. Đại sư, thế vị này là... Sư phụ, đây là đồ đệ của ta, Nhất Trạch. Cậu ấy và lệnh thiên kim thầm thương trộm nhớ, nên đặc biệt ghé nhà dòm hỏi. Công tử Tề Quốc. Không sai. Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là sư phụ của ta, là quốc sư của Tề Quốc. Đinh Phủ. Các ngươi, ơ kìa, ra ngoài ngay. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Mọi người nghe ta giải thích đã. Mở cửa. Mở cửa ra. Đinh Hương. Đinh Hương. Đinh Hương. Đinh Hương. Khách quan, cũng khá muộn rồi. Quán của ta phải đóng cửa. Chờ thêm chút nữa. Dân, ta gửi. Con thích Đinh Hương lắm à? Con không thích cô ấy. Con yêu cô ấy. Đây là tiền công của con. Sao nhiều thế à? Con cầm lấy số tiền này, quay lại dạm hỏi người ta. Nói năng đàng hoàng.
Đừng từ bỏ hy vọng. Sư phụ, người làm vậy là ý gì ạ? Dù gì ta với ngươi cũng từng là sư đồ với nhau, hôm nay xem như nói hết ra vậy. Kiểu đồ đệ vô tích sự như ngươi, ta thực sự chịu hết nổi rồi. Sau này ngươi không còn là pháp sư trừ ma nữa, chúng ta cũng đừng gặp lại nhau. Sư phụ, đừng có theo ta. Sư phụ, sư phụ, người cũng bỏ rơi con rồi. Nhất Trạch, đường của pháp sư trừ ma chúng ta đều không dễ đi. Nay con đã có cô nương mình yêu mến thì phải nâng niu trân trọng. Ta thật sự không muốn sau này con phải như ta. Chặng đường phía sau, sư phụ không đi với con được nữa rồi. Đinh Hương, Đinh Hương, Đinh Hương, Đinh Hương. Ngươi dậy, cháy đứt dây đỏ cho ta. Bằng không ta sẽ giết chết ngươi. Nhanh, Đinh Hương, Đinh, ngươi bỏ ta ra. Đinh, ta trông thấy rồi. Ta đánh, ta đánh chết ngươi. Đừng đánh nữa, ta xấu xa này. Đừng đánh nữa. Ta cho ngươi biết, ngươi mà đánh chết ta là không ai giúp ngươi độ kiếp nữa đâu. Nguyên thần của ngươi cũng sẽ bị phong ấn trong người ra mãi mãi. Ngươi muốn làm gì? Hay là chúng ta giao dịch đi. Người đâu? Yên, không được lên tiếng. Người thơm thật đấy, ta muốn ăn thịt ngươi. Cô là ai? Ta với cô không thù không quán. Nếu không vì tên ngốc kia hứa sẽ giúp ta độ kiếp, ta chẳng hơi đâu mà đến tìm ngươi. Tên ngốc. Đây, Tiểu Hy là yêu quái, nhưng muội yên tâm, cô ấy sẽ bảo vệ muội. Xin lỗi, ta làm hỏng việc rồi, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu.
Cô nói cô đến đây để bảo vệ ta. Chúng ta đang giao dịch. Giao dịch kết thúc, ta sẽ ăn thịt ngươi. Cô nói xem một cô nương tốt như cô mà phải làm như... Cô nói cô đến để bảo vệ ta phải không? Thế thì cô phải nghe lời ta. Thế nào? Thế này đẹp hơn nhiều có phải không? Đẹp thế để làm gì? Như vậy mới có người thích cô đó. Thế nào là thích vậy? Thích là một cảm xúc mà ai cũng có. Lúc không gặp được người đó sẽ rất nhớ mong. Lúc gặp được rồi thì cũng thế thôi. Tóm lại, sau khi quen người đó, ngày nào cũng có cái để mong chờ. Hóa ra đây chính là thích hả? Có một người mình thích hoặc được người khác thích đều rất hạnh phúc. Vậy người có thích Lưu Nhất Trạch không? Thích. Người thích hắn như thế nào vậy? Ta kể cô nghe. Ta và Quynh ấy bán tranh đây, bán tranh đây. 5 năm trước, mọi người đi qua đừng bỏ lỡ. Tranh gốc đây. Tranh gốc của Đinh Bá Niên. Ơ hay, người muốn lấy tranh thì bảo ta, chẳng cái gì. Ai cho người bán tranh ở đây? Ta bán tranh ảnh hưởng gì đến ngươi? Cái kiểu như ngươi cũng đòi bán tranh à? Ngươi động tay với ta đấy à? Nào, tẩn hắn cho ta. Đánh, đánh hắn, đánh chết hắn đi. Chết đi, đập đi. Đánh, xem lần này ngươi có biết điều không? Đừng đánh nữa. Đánh hắn cho ta. Các người đều ức hiếp ta. Tại sao ta có tài mà không gặp thời chứ? Tại sao ta nghèo thế này? Tại sao ta là một thằng què? Tại sao ai cũng bắt nạt ta? Kiếp sau hãy cho ta là một người giàu có. Người hữu duyên, cuối cùng ngươi cũng tới. Đừng đi. Ta có thể đáp ứng bất cứ nguyện vọng nào của ngươi.
Người hữu duyên, ta ở đây, thả ta ra ngoài. Yêu quái Đình Bá Niên, đây là cơ hội duy nhất để ngươi đổi đời. Ta muốn có tiền, ta muốn tất cả mọi người đều tôn trọng ta. Đinh Bá Niên, sau này ngươi nuôi ta, ta cho ngươi gia sản kết xù. Ngươi hận ta đến thế cơ à? Cô ra từ lúc nào thế? Ngươi tham lam như vậy, lúc nào cũng muốn có nhiều tài sản hơn. Cho ta ăn bao nhiêu dương ký nên ta ra được thôi. Cô đừng làm hại con gái ta, đừng làm hại người nhà ta. Chuyện đó ngươi không quyết được, ta liều mạng với ngươi. Thần lực của ngươi đều từ ta ban, còn muốn chống lại ta? Chết! Người đâu? Cứu ta với! Cứu ta với! Cứu ta! Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại! Cứu ta với! Cứu ta với! Cứu! Ngươi nhìn thấy hết rồi à? Không không, ta không giết ngươi đâu. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục nguyên thần, ta sẽ không giết ngươi. Chẳng phải ngươi luôn muốn được như ca ca ngươi, tận hưởng vinh hoa phú quý sao? Ta cho ngươi, cho ngươi hết. Có chuyện gì vậy? Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Cha, tiểu thư. Cha, không được đâu, tiểu thư à. Tiểu thư không được đâu, cha. Tiểu thư, nhị thúc, cha ta bị làm sao thế? Đêm qua con làm gì vậy? Con ngủ thôi mà. Nói năng tầm bậy. Con nuôi yêu quái. Nuôi yêu quái? Thúc nói linh tinh thì có, con không nuôi yêu quái. Cha còn hai người luôn nuôi yêu quái trong nhà, nên gia tài mới luôn phát đạt. Đêm qua cha ngươi bị yêu quái cắn ngược đó, bây giờ yêu quái đang ở ngay trong người ngươi. Quá cha kẻ hại ta tối hôm trước là ngươi. Cô xem, cô xem, nhìn cô ta đã giống như tinh rồi. Đúng 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 thế. Ta đã bảo mà, bảo sao nhà ngươi lắm tiền như thế, quá ra là nuôi một con tiểu yêu. Người đâu, trói nó lại cho ta. Nhị thúc, thấy chưa, ta đã nói cô ta là yêu quái. Tiểu thư, ta không nuôi yêu quái. Ngài không thể làm vậy, ngươi là yêu quái. Ghi cô ta lại, buông ta ra. Tiểu Hy, mọi người thấy chưa, đây chính là con yêu quái cô ta nuôi đó. Yêu, yêu quái, yêu quái. Mau mau mau, ngươi mới là con yêu quái đó. Không sai, ta chính là yêu.
Nhưng bọn chúng sẽ không tin. Hôm nay ta giết các người rồi, bọn họ sẽ cho là ta tiêu diệt hồ yêu. Hồ ly thối. Con chuột nhãi nhép tu luyện có 500 năm cũng dám đấu với ta. Đinh Trọng Đạt, đại ca ngươi bị chính con yêu quái này hại chết đấy. Lẽ nào ngươi còn muốn dẫm lên với xe đổ sao? Lâm Cửu, hắn bằng lòng làm nô lệ của ta. Ngươi làm gì được ta nào? Hơn nữa nguyên thần của ta đã khôi phục, ta không sợ ngươi đâu. Được thôi, ngươi chạy lần nào ta sẽ bắt ngươi lần đó, đến khi ngươi tan thành tro bụi. Giết chết hắn cho ta. Rõ, hồ yêu đại nhân. Nóng quá. Nắp đi. Đi. Sư phụ, xem ra không có con không được rồi. Ép nó ra. Gọi người trợ giúp. Ta cũng biết. Thiên linh linh, địa linh linh, tiên nhân hộ mã thập phương tẩu, hân phi giáp trụ binh nan nhẫn. Thiên linh linh, địa linh linh, tiên nhân hộ mã thập phương tẩu, nhất trạch xây cầu lát đường. Dân, thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh linh, địa. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Sư phụ. Sư phụ. Đầu thượng áp trụ tam muội quả, kiên giáp suy diệt lưỡng chẳng đăng, lão tiên khủng nhân yếu khủng cẩn. Sợi dây này chính là cờ gọi hồn của ngươi. Hồ yêu đại nhân, ta chịu hết nổi rồi. Nhất Trạch, dừng tay đi. Nhất Trạch. Tiểu Hy, ta không khống chế được nó. Mau giết ta đi. Mau giết ta đi. Tiểu Hy. Mau giết ta đi. Tiểu Hy. Mau giết ta đi. Tiểu Hy. Ghi cô ấy lại. Tiểu Hy. Kim quan tốc hiện, phúc hộ chân nhân, cấp cấp như luật lệnh. Tiểu Hy. Tiểu Hy. Tiểu Hy. Ngươi không giết nổi ta đâu. Sư phụ. Lâm Cửu, đừng giết ta. Ta có thể cho ngươi gặp được người ngươi muốn. Đừng có nhiều lời. Lần này ta nhất định phải trừ khử ngươi. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Đừng giết con. Đừng giết con. Cha. Đừng giết con.
Cha, con nhớ cha rồi. Sư phụ, người không sao chứ? Không sao. Thế hồ yêu đâu? Bị ta giết rồi. Sư phụ, người lợi hại thật. Ta tìm muội lâu lắm rồi. Muội đừng buồn nữa. Có ta rồi. Nhất Trạch, muội có thích ta không? Dĩ nhiên rồi. Có thích ta nhất không? Sao muội lại hỏi vậy? Thực ra chúng ta cũng mới quen nhau chưa được 2 năm. Huynh chịu đến chỗ hẹn, ta đã vui lắm rồi. Còn nữa ta, Đinh Hương, muội hãy tin ta, ta sẽ luôn ở bên muội. Trấn Thường Lạc. Cô càng lúc càng giống người rồi đấy. Sao? Không nỡ à? Vẫn muốn đánh ta thêm lần nữa sao? Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa. Xin lỗi nha. Cô hỏi lại lần nữa đi. Hỏi gì? Giao dịch giữa chúng ta ấy. Một pháp sư trừ ma như ngươi, giờ đã chịu độ kiếp cho yêu quái rồi à? Cô mau hỏi đi. Được. Vậy ngươi nói xem, ta giống yêu hay giống người? Cô giống người. Một cô nương xinh đẹp. Đổ xong rồi à? Có thể toàn là trò lừa đảo thôi. Không sao, cô chắc chắn sẽ làm được. Cứ nỗ lực, phấn đấu tiếp. Cô đã là một con yêu tinh tốt rồi. À không, cô đã là một người tốt rồi. Tiễn cô đến đây thôi. Ta đi đây, tạm biệt. Phải ngoan đấy. Đi nha. Cúng. Thờ cúng linh dị của Đinh Bá Niên. Tiểu thư, tới giờ đưa tang rồi. Nhất Trạch, luôn Nhất Trạch. Vào đây. Ngươi tin ta không? Tin. Ngươi nghe ta nói. Sư phụ ngươi. Sư phụ, ngươi đang nói gì ta sao? Ngươi muốn nói gì? Nói đi. Nhất Trạch. Tiểu Hy.
Không được tới gần, còn tới gần ta bóp chết cô ta. Tiểu Hy, cô đã hứa không hại người nữa rồi mà. Diệt súc, người chết không hối cải. Một không sao chứ? Không sao. Lúc Tiểu Hy bắt ta làm con tin, đã để lại tin cho ta, bảo chúng ta đến miếu thổ địa cách Đông Thành 5 dặm tìm cô ấy. Đừng nói với bất kỳ ai. Tiểu Hy, Tiểu Hy, Tiểu Hy, con hồn yêu đó còn sống. Vì Lâm Thiên Sư thể hiện quá đổi bình thường nên ta mới không dám nói. Cô nghi ngờ sư phụ ta? Sao có thể chứ? Sư phụ ta là thiên sư trừ ma, sao có thể bị hồn yêu khống chế? Ai ai cũng có điểm yếu, con hồ ly này giỏi nhất việc lợi dụng những điểm yếu đó. Sư phụ, Nhiệt Súc, đừng hòng nói năng tầm bậy. Sư phụ, chuyện là thế nào vậy? Nó lừa hai đứa đến đây nhằm hút cạn dương khí của hai đứa. Nói láo, con hồ ly thối này, ta phải tiêu diệt ngươi. Khoan đã, sư phụ, Tiểu Hy là yêu tinh tốt. Nhất Trạch, các người bị nó mê hoặc hết rồi. Nếu còn ngăn cản ta, đừng trách ta vô tình. Tiểu Hy, con điên rồi. Sư phụ ta tuyệt đối không lạm sát người vô tội. Người mới là con ác yêu. Đúng là mất cả hay. Thế mà lại bị các người phát hiện. Vậy thì chết hết đi. Yêu quái, ngươi làm gì sư phụ ta rồi? Ta chỉ biến thành con gái hắn thôi, mà hắn đã không ra tay nổi rồi. Đáng đời bị ta khống chế, bị ta nô dịch. Vậy ta sẽ ép ngươi ra khỏi người sư phụ ta. Nấp đi.
Nhất Trạch, Nhất Trạch. Quá ra đây chính là kiếp mà ta phải độ. Người hữu duyên, tạm biệt. Lũ người ngu xuẩn các ngươi, bây giờ khóc cũng có ý nghĩa gì? Các ngươi tham lam, ích kỷ nên mới bị ta lợi dụng đó. Mau chết hết đi. Lâm Cửu, người như ma ám. Phải, bọn ta ích kỷ, bọn ta tham lam, nhưng bọn ta có một thứ người không bao giờ học được, chính là kiếp người không độ nổi. Nhất Trạch, giết ta đi, nhanh. Làm gì vậy? Ta không trụ nổi nữa rồi, mau giết chết ta đi. Vô ích thôi, hắn không ra tay nổi. Người vô dụng thật đấy. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Đừng, đừng. Lâm Cửu, ta không chết chung với ngươi đâu. Ngươi điên rồi, điên rồi. Đừng đứng dậy. Nhất Trạch, ta rất vui có con làm đồ đệ ta. Tuy con đường của pháp sư trừ ma chúng ta đều không dễ đi, nhưng ta mong con có thể tiếp tục kiên trì. Sẽ có người ghét bỏ con, cũng sẽ có người cảm kích con. Con nhất định sẽ là một pháp sư trừ ma ưu tú. Xây cầu lát đường. Đường ma, sư phụ, sư phụ, người đừng bỏ lại con có được không? Con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời. Người đừng đi mà. Vào thế dương kiếm, một, hai, nâng lên, giữ lưng thẳng.
mộ sư phụ Lâm Công, mộ Tiểu Hy. Sư phụ, người suốt ngày hô xây cầu lát đường. Xây cầu lát đường là gì vậy? Xây cầu lát đường tức là ta xây cầu, còn lát đường. Đã hiểu chưa? Bây giờ con hiểu rồi. Người xây cầu, còn lát đường. Qua từng thế hệ. Sư phụ, Tiểu Hy, an táng ở ngay bên người nhé. Vì người chịu khó chăm nom cô ấy. Được rồi. Sư phụ hành hiệp trượng nghĩa cả đời, chắc hẳn bây giờ đã lên trời làm thần tiên rồi. Và cả Tiểu Hy, cô ấy đã độ kiếp rồi, bây giờ chắc hẳn cũng đã đầu thai vào gia đình giàu có, làm đại tiểu thư rồi. Còn gặp được một người hết lòng yêu cô ấy. Ta nhất định sẽ trân trọng muội. Đinh phủ, chào đại công tử hoàng gia. Chúc mừng nhé, chúc mừng. Mời. Quản gia, quản gia. Tiểu thư và cô gia bỏ trốn rồi. Cái gì? Bọn họ trốn rồi sao? Trấn Thường Lạc. Thôn Phùng gia gặp quà, mong Lâm thiên sư có thể xuất sơn. Quynh đi đâu thế? Thôn Phùng gia gặp chuyện rồi. Ta phải đi một chuyến. Ta đi cùng với Quynh. Đường của bọn ta không dễ đi đâu. Có ta rồi, Quynh nhất định sẽ suôn sẻ. Sao rồi Quynh đệ, đào được chứ? Mộ cũ nhiều bảo vật thật, đủ cho mình cưới thêm bà vợ đó. Ngươi, Quynh đệ, kiếp sau chia tiền với ngươi. Phát tài rồi. Y ly ma trá, cáp tay khố cà giáp. Y ly ma trá, cáp tay khố cà giáp. Y ly ma trá, cáp tay khố cà giáp. Y ly ma trá, cáp tay khố cà giáp. Y ly ma trá, cáp tay khố cà giáp. Y ly ma trá, cáp tay khố cà giáp. Tay khố cà giáp.
đáp. Tay ca hố giáp Đông Hán, tháng 7 năm Hán An thứ hai, người sáng lập Chính Nhất Đạo Trương Đạo Lăng dẫn đệ tử Dương Trường tới núi Hạc Minh ở đất Thục. Sư phụ, phía trước là gần tới núi Hạc Minh rồi nhỉ? Ngựa thấy cần phi đến chết cũng chưa tới, còn xa lắm. Sư phụ, chờ con với. Nơi này tràn ngập du thuật, con cẩn thận kẻo trúng tà. Biết rồi mà. Sư phụ, hoàng thượng phong cho người làm thái phó ký huyện hầu, người còn không chịu mà giờ vì một lá thư của văn đại nhân. Người đã ngàn dặm xa xôi chạy tới đất Thục, đường núi khó đi, người tội gì phải thế? Bách tính gặp nạn, sao mình khoanh tay đứng nhìn được? Ông lão, ôi chân ta! Ông lão, ông sao vậy? Đừng động dao, đau quá! Ba ngày ban mặt mà hai người đánh ông già này. Ta muốn đi báo quan. Ông lão, xin lỗi, bọn ta còn phải lên đường. Hay vậy đi, ở đây có chút. Người biết điều đấy. Sư phụ, ông ta rõ là đang lừa gạt mà. Đứng yên nhé. Ngươi còn ghê hơn. Ấn đường hai người tối đen, nếu hai người đi tiếp về phía trước thì sẽ gặp rắc rối. Ông lão, cảm ơn lời khuyên của ông, nhưng lần này bần đạo đến chính là vì rắc rối. Trường Nhi, đi. Lão ăn mày này không đơn giản. Sư phụ, lão đó không điên thì cũng là tên lừa đảo. Lời ông ta nói mà tin được à? Không thể nhìn mặt bắt hình dung. Trá cáp tay khố ca giáp. Sư phụ, thời tiết chỗ này thay đổi xoành xoạch nhỉ? Sư phụ, sư phụ, sư phụ, nào thế này? Đến đây. Đến đây.
đến đây. Qua đây. Trường Nhi, con tỉnh lại đi. Thái thượng đại tinh ứng biến không ngừng, đuổi tà bắt ma, hộ thân chữ mạng, trí tuệ sáng suốt, tinh thần an yên. Giết. 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 Tỉnh lại đi Trường Nhi. Sư phụ, con trúng phải khí độc đào hoa. Đây là gì? Đừng động vào. Chính là con côn trùng độc này khiến con gặp ảo giác. Nơi này nhiều khí độc, côn trùng độc dày đặc, không thể ở lại lâu. Mau đi thôi. Mau đem tới đây. Chủ nhân, người không còn nhiều thời gian. Giờ dậu tối mai là phải làm lễ tế. Nếu người tổn hao hết dương thọ thì mọi thứ sẽ muộn mất. Quỷ soái tám bộ tộc tập hợp đủ chưa? Chỉ còn khí chủ cổ thiên xá cuối cùng là chưa tới. Chỉ vì bên cạnh hắn có cao nhân, khó mà bước vào quyển cổ. Ta sẽ lập tức ra tay bắt hắn. Vừa rồi chắc chắn là mấy du sư giở trò. Không nhờ sư phụ là con sức bị quyển thuật lừa rồi. Đó chỉ là thuật che mắt tà môn ngoại đạo. Do còn có quá nhiều dục vọng nên mới bị vật chất mê quạt. Sư phụ, chẳng phải người thường nói đạo pháp tự nhiên, thất tình lục dục là lẽ thường tình của con người sao? Thất tình lục dục là lẽ thường tình của con người, nhưng nếu có quá nhiều dục vọng thì sẽ thành mầm quạ. Biết rồi ạ. À, tâm không dướng bận vật ngoài thân, thần không rối loạn sự đời nhiễu nhương. Cơ mà lẽ nào sư phụ không có dục vọng? Sư phụ xem bên kia có quán trọ kìa. Sư phụ, người mau lên, con đói bụng rồi nè. Con nói này sư phụ, hôm nay mình không phải ăn gió nằm sương nữa rồi. Sư phụ mau lên đi. Sư phụ. Chủ quán. Chủ quán. Sư phụ ăn đi. Hai vị khách quan đừng chê nhé. Trường núi Quan Du chẳng có đồ gì ngon. Mời dùng.
người vốn thiện lương, sao lại làm cướp? Ta không phải cướp, cứu kiếp giang hồ thôi. Cô không phải chủ quán. Rốt cuộc chủ quán ở đâu? Sau lưng ông. Chỉ là thuốc mê thôi, sáng mai là tỉnh. Cô bỏ gì vào mì? Cũng là thuốc mê, chưa tới một canh giờ là tỉnh. Ông thả ta ra, ta không rắp tâm hại người. Trường Nhi, Trường Nhi, Trường Nhi, Trường Nhi, rốt cuộc cô đã làm gì nó? Thật sự chỉ là thuốc mê. Trường Nhi, sao Quỳnh ấy cũng bị thế? Khi xưa Kakata cũng vậy, chúng phải cổ. Đỡ nhiều rồi. Thì ra ông còn hiểu y thuật. Ta phong bế mấy kinh mạch quan trọng của nó, tạm thuyên giảm đau đớn cho nó. Hệt như Kakata khi đó, chắc chắn là kẻ ác tinh thông thuộc hạ cổ gây ra. Quả nhiên chúng lại ra tay. Kakako làm sao mà trúng cổ? Nửa năm trước, Kakata vào thánh bàn đồ trên núi. Tối đó về là sốt cao không hạ. Cái đó da mọc ra thứ như dãy cá. Giờ Kakako ở đâu? Quỳnh ấy mất tích rồi. Ta tìm Quỳnh ấy suốt nửa năm nhưng không có manh mối, nên ta mới nghĩ cách tích góp tiền để thuê người tìm Quỳnh ấy. Bảo vệ Trường Nhi. Thank you.
Hồng Anh cô nương, cô không sao chứ? Không sao. Tỉnh rồi à? Nào, ta đã sắc thuốc chữa nội thương cho cô, uống chút đi. Ta tự uống. Cô bị nội thương, e là lực bất tòng tâm rồi. Ta giúp cô. Trương chân nhân, ông phải giúp ta. Trước khi ca ca ta mất tích, những kẻ áo đen này cũng từng xuất hiện. Ca ca chắc chắn cũng bị chúng bắt đi. Bọn chúng nhằm vào Trường Nhi. Xem ra ca ca của cô hẳn là có điểm gì giống với Trường Nhi. Chủ nhân, đưa người về chưa? Bên cạnh ký chủ Cổ Thiên Xá, kẻ đó võ nghệ cao cường. Người mình cử đi, không phải đối thủ. Bọn ăn hại, các người chỉ còn cơ hội cuối cùng. Mai là bắt đầu lễ tế. Nếu còn thất bại, thì các người đều phải chết. Chúng ta đi đâu vậy? Thăm một người bạn cũ của ta, có lẽ sẽ kiếm được manh mối từ đó. Người tỉnh khác như ông còn có bạn ở đây à? Cô tưởng sao? Văn đại nhân quyền lệnh Giang Châu là bạn chí cốt của sư phụ ta. Thôi nói bé lại đi, chỉ mỗi quân trong thế kia. Đại du sư làm phép rồi, đại du sư làm phép rồi. Tiểu cô nương có sao không? Hồng Nhi, đừng có cướp con ta. Được rồi, đi. Đại ca, phía trước có chuyện gì vậy? Đại du sư đang làm phép ở đàn tế đằng trước. Đại du sư? Ở đây người được gọi là đại du sư chỉ có Cổ Mã du sư. Ông ấy bẩm sinh có ba mắt, pháp lực vô biên. Những tai quả lớn tại đây mấy năm qua đều do ông ấy ra mặt quá giải. Ông ấy là thần bảo vệ của bọn ta ở nơi này. Đại du sư, đại du sư, đại du sư. Đại du sư lợi hại quá, phải. Đại du sư biến ra đồ ăn kìa. Chỉ là quyển thuật lừa người thôi, cũng chỉ lừa được bách tính chưa trải sự đời. Nói gì thế, Quỳnh biến ra được không? Cô đừng có thể chịu dàn tí không? Giờ ta là bệnh nhân trúng cổ, coi chừng ta lây cho cô. Đa tạ đại du sư, đa tạ đại du sư, đa tạ đại du sư, đa tạ đại du sư. Người phá hoại lễ tế của bọn ta, người chính là yêu ta. Dừng tay. Đa tạ đại du sư. Sư phụ không sao chứ? Trương chân nhân sao vậy? Không sao. Đa tạ đại du sư. Đại du sư, đại du sư, đại du sư, cứu con ta với. Bọn trẻ đã mất tích mấy ngày nay rồi. Phải đó đại du sư, tối qua con trai ta cũng mất tích. Không chỉ có con nhà bọn ta thôi đâu đại du sư, dạo này trong thôn có liên tiếp mười mấy nhà mất con đó đại du sư. Con ta,
Đại du sư sẽ nghĩ cách mà. Năm ngoái thôn các người không bái tế đàng hoàng nên đắc tội sơn thần, đó là do sơn thần giáng tội. Hôm nay là ngày lành, giờ hỏi các người hãy chuẩn bị một buổi bái tế lửa long trọng. Chỉ cần các người dứt chắc lại, xin sơn thần tha thứ, thì những đứa bé mất tích ắt sẽ quay về. Đa tạ đại du sư. Đa tạ đại du sư. Xem ra ta phải đi gặp đại du sư này rồi. Sư phụ, một vị khách tên Trương Đạo Lăng xin gặp ạ. Mời. Dạ. Quý từ xa tới, cổ mã xin chào. Nào dám, từ lâu đã nghe danh đại du sư, hôm nay cố tình ghé thăm. Mời. Không biết Trương chân nhân ngàn dặm xa xôi đến nơi này có việc gì? Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo đại du sư. Thứ này đại du sư từng thấy chưa? Cái này lão phu chưa thấy bao giờ. Sư phụ! Dương Trường! Dương Trường! Quên sao vậy Dương Trường? Dương Trường huynh có sao không? Trường Nhi, đứng lên. Đệ tử của ông trúng độc du cổ rồi. Độc du cổ có cách giải không? Thuật hạ cổ không phải sở trường của ta, thứ cho bổn tọa bó tay hết cách. Có điều xin cứ nói, nhìn cách hạ cổ chắc chắn là do sư đệ ta Du Hàm làm. Trước giờ hắn thạo thuật du cổ, vì qua lại với hắc cổ sư phạm phải điều cấm của bổn môn, bị sư phụ ta trách phạt, nên hắn âm hận 8 năm trước giết thầy. Sau bị trục xuất khỏi sư môn, ông ta đang ở đâu? Nghe nói hắn thường xuyên xuất hiện ở vùng rừng trúc thành Tây. Mọi người có thể đi xem thử. Chỉ là chiêu trò thoát thân của hắn rất giỏi, mọi người muốn bắt hắn không dễ đâu. Ta thấy đại du sư hơi bất thường. Cô cũng nhận ra à? Đại du sư nhìn là biết không phải nhân vật chính phái. Kẻ hạ cổ chắc chắn là một trong hai sư huynh đệ này. Đi, tới rừng trúc thành Tây xem thử. Sư phụ, chờ con với. Thank you.
chân nhân. Không sao chứ? Ta không sao. Họ đã trúng cổ độc. Vết thương của ông, ta không sao. Chúng nhắm vào Trường Nhi. Chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Bà là ai? Ân nhân của ngươi. Thời Thục xưa, Tàm Tùng, Tiên Dương đất Thục, lập ra nước Thục, thống soái 8 bộ tộc, thủ lĩnh 8 bộ tộc được xưng là quỷ soái 8 bộ tộc. Thế thì liên quan gì ta? Quỷ soái 8 bộ tộc đều là người có mệnh cách đặc biệt. Một, mang mệnh chính ấn, không động tới giết chóc, là người từ bi nhất. Hai, mệnh thực thần tỏa dưỡng khí, trời ban tài năng. Ba, mệnh kiêu thần cướp miếng ăn, là người cố chấp đứng đầu thiên hạ. Bốn, là mệnh cách phá quân. Năm, là mệnh thiền sát cô tinh. Sáu, là mệnh phượng hoàng. Bảy, là mệnh cách dục vật. Tám, là mệnh thiên xá. Cả đời không âu sầu. Thiền xá, mệnh cách đúng chính là ngươi. Mệnh cách của ngươi hệt như quỷ soái bộ tộc Phương Nam. Trong quỷ soái 8 bộ tộc, ngươi chính là ngài ấy đầu thai kiếp này. Này bà, nói bậy bạ gì thế? Gì mà đầu thai chứ chả không? Ta không tin những điều này. Không, ngươi sẽ tin thôi. Không có ai chiến thắng được dục vọng trong lòng mình. Cảm ơn ông ban nãy đã cứu ta. Hồng Anh cô nương, không cần khách sáo. Những kẻ áo đen này thủ đoạn tàn ác, cô hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Trên hung khí có nọc độc trắng, để ta đi hái ít thảo dược về. Vậy thì làm phiền cô. Trương chân nhân, mình gặp nhau nữa rồi. Lắm là lắm lé, theo dõi ta suốt. Rốt cuộc ông là ai? Lão phu là Du Hàm. Du Hàm là lão phu. Chớ ra tay, chúng ta là bạn không phải địch. Trương chân nhân, nếu muốn biết tung tích đồ đệ thì mau theo ta. Ca ca, nửa năm nay Quynh đi đâu vậy? Muội tìm Quynh lâu lắm rồi. Ca ca, cổ độc của Quynh, cổ độc của ta khỏi rồi. Ca ca, nửa năm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Anh, ta là mệnh tướng tinh trời sinh, không phải thợ săn tầm thường vô dụng. Giờ đây ta là quỷ soái bộ tộc Phương Bắc, đứng đầu quỷ soái 8 bộ tộc. Sao?
sau này có quyền thống soái các bộ tộc. Lẽ nào muội không thấy mừng cho ta? Muội mừng cho huynh. Sau này muội theo ta sống sung sướng đi. Hồng Anh, chúng ta lớn lên bên nhau. Ta là người thân duy nhất của muội. Vì ta, muội đồng ý làm mọi chuyện đúng không? Lấy viên thuốc độc này, giết đạo sĩ đó. Ca ca, muội, nếu muội không làm vậy, không phải hắn chết thì là ta tiêu. Bao lâu nữa? Không chạy xa sao cắt đuôi được? Hóa ra Trương Chân Nhân cũng có lúc sợ. Rốt cuộc ông đã làm gì? Lão phu chỉ cho ngươi chiếc gương để ngươi nhìn rõ lòng mình. Đó là quyển thuật của Du giáo ông phải không? Cái gọi là quyển thuật là lợi dụng cổ độc khơi gợi đủ loại cảm xúc của ngươi, giải phóng tâm ma của ngươi, khiến cho dục vọng, nỗi sợ, sự yếu đuối của ngươi phóng đại gấp trăm ngàn lần. Trương Chân Nhân, nếu ban nãy lão phu có chút ác ý nào với ngươi thì e là giờ ngươi đã chết trong quyển cảnh của mình lâu rồi. Phải làm sao để thoát khỏi quyển cảnh? Cách duy nhất để phá giải quyển thuật là phá giải tâm ma của ngươi, chiến thắng tâm ma. Quyển thuật sẽ không thể ảnh hưởng gì ngươi nữa. Tại sao ông lại giúp ta? Ta nói rồi mà, chúng ta là bạn, không phải địch. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho Văn đại nhân sao? Báo thù? Văn đại nhân sao rồi? Chuyện này kể ra dài dòng. Ngươi xem lá thư này đi đã. Lá thư này Văn đại nhân viết cho ta khi còn sống. Nơi ta cai quản xảy ra nhiều vụ án mạng. Cái dạo này được thấy quá là khiếp đảm. Mọi chuyện liên quan mật thiết đến đại du sư. Kẻ này đã thành mối quạ ở địa phương, ta muốn diệt trừ. Nhưng đó không phải chuyện ngày một ngày hai mà giải quyết được. Thang thầy ta sức yếu thế cô. Văn đại nhân cũng viết cho ta lá thư giống vậy. Chỗ bọn ta thường xuyên xảy ra án mạng, Văn đại nhân đang mãi điều tra chuyện này. Có rất nhiều sự thật ẩn bên trong. Là lão phu nói với ngài ấy, chúng ta muốn hợp sức cùng Văn đại nhân đối phó cổ mã, nhưng vẫn chậm một bước. Ngài ấy bị kẻ ác hãm hại,
Cổ mà hại chết quân ấy sao? Đúng vậy. Tối hôm Giang đại nhân chết, ta đã lẻn vào phòng để xác. Ta nhìn thấy rất rõ Giang đại nhân trúng cụ chuyển đoạn hồn tán của giáo phái ta, cổ mã quỷ quyệt. Ta còn không phải đối thủ của hắn, huống chi là Giang đại nhân. Một văn nhân trói gà không chặt, cổ mã cũng từng hại ông. Tám năm trước, ta từng là đại du sư Du Hàm được người ta kính nể. Thôn trang gần miếu thần hay có bách tính đi đơn lẻ mất tích. Thế là ta ngầm điều tra, lại phát hiện ra chuyện này liên quan đến đại sư huynh của ta. Ta đã lén theo dõi hắn. Đừng chạy nữa, ngươi chạy không lại ta. Sư huynh, Du Hàm sư đệ, sao lại là huynh? Những bách tính đó ở đâu? Để xem, đây là gì? Cây thần phù tang. Đúng, cây phù tang là nơi mặt trời nghỉ ngơi, là cánh cổng dẫn tới tam giới. Giờ đây ta muốn xây lại cây phù tang để mở cổng trời. Thế nên ta cần vật tế. Ngày xưa đất thuộc ta, thiên tai liên miên, du thuộc đầu đời tàm tùng, dẫn các du sư đi tế trời. Nhưng bây giờ không có thiên tai, sao sư huynh lại làm thế? Ba tiên dương đất thuộc tuổi thọ đều trên 300, vì họ đều mở cổng trời. Đó chỉ là truyền thuyết, dù là thật đi nữa thì vật tế cũng nên là quỷ soái tám bộ tộc mới đúng. Liên quan gì đến bách tính vô tội? Không thử làm sao biết. Có lẽ chúng ta có thể bắt tay hợp tác, cùng nhau trường sinh bất lão. Sư huynh, huynh sai lầm quá rồi. Chuyện này mà để sư phụ biết được, người nhất định sẽ trục xuất huynh khỏi sư môn. Coi bộ để khăng khăng chống đối ta rồi. Sư huynh, nếu huynh u mê không tỉnh ngộ, ta chỉ đành báo chuyện này cho sư phụ. Cổ mã tưởng ta chết rồi, nhưng lão phu lớn mạng lắm. Sau khi lành thương, ta vốn định nói hết với sư phụ đầu đuôi sự việc, nhưng không ngờ sư phụ lại chết bất đắc kỳ tử. Cổ mã du khống bảo ta là nghịch đồ giết sư phụ, từ đó ta thân bại danh liệt. Ta không cam tâm từ nay phải mang tiếng xấu, càng không cam tâm sư phụ ta chết không rõ ràng. Không ngờ cổ mã ác độc thế. Chắc chắn đồ nhi ta là vật tế cổ mã cần. Đúng vậy, đồ đại ngươi trời sinh mệnh cách thiên xá, mệnh cách giống với quỷ soái bộ tộc phương nam năm xưa. Nếu ta tính không nhầm thì hôm nguyệt thực sẽ là lúc cổ mã tổ chức lễ tế quỷ soái tám bộ tộc. Khi đó máu của tám người sẽ rót hết vào cây thần phù tang. Tại hai thầy trò ngươi cả, lúc trước ta nghĩ đủ cách ngăn hai người, mà hai người dẫn tới đây lội vào chủng bùn này. Cho nên chỉ cần biết thời gian và địa điểm lễ tế thì sẽ phá được lễ tế của chúng. Dễ gì chứ, tới giờ ta vẫn chưa tìm ra địa điểm bí mật đó. Cổ mã gian manh xảo quyệt, địa điểm lễ tế cứ thay đổi suốt, cực kỳ kín đáo. Ta có kế hoạch tìm ra được địa điểm, nơi đó hành động ban đêm sẽ tiện hơn. Chừng đó làm phiền ông đến tiếp ứng. Trương chân nhân, kế hoạch tối nay đừng nói với người ngoài, nhất là tiểu nha đầu bên cạnh ngươi. Trương chân nhân xem này,
Xem này, ta đã hái thảo dược, còn săn được con gà rừng. Trời đổi sắc rồi, mình tìm chỗ nghỉ đã. Xong rồi. Đa tạ cô nương. Vết thương của cô, vết thương của ta không đáng lo. Thợ săn Ba Thục xưa nay đã nếm trăm loại cỏ, chữa được bách bệnh. Hồng Anh cô nương, không có gì, chỉ là chợt nhớ đến ca ca ta. Bọn ta thử hết trăm loại cỏ mà vẫn không thể chữa khỏi cổ độc cho Quynh ấy. Bọn ta mất cha mẹ từ nhỏ, ta và Quynh ấy nương tựa nhau. Bọn ta cất cao tiếng hát nơi núi rừng, sống cuộc đời săn bắt vô tư lự. Không ngờ lại có một ngày Quynh ấy trúng cổ độc một cách khó hiểu. Ta thấy Quynh ấy quằn quại đau đớn, sống không bằng chết. Đây là hoa hướng dương ca ca khắc cho ta, hướng về mặt trời, hướng về hy vọng. Hồng Anh cô nương, ta tin ca ca cô và Trường Nhi sẽ bình an về lại bên chúng ta. Mong là được như Trương Chân Nhân nói. Chuông đồng ta thấy đêm đó hệt như hình vẽ trên cây trường của cổ mã. Hắn bảo chúng ta tới rừng trúc tìm manh mối. Kết quả Trường Nhi đã mất tích. Trương Chân Nhân nghi cổ mã bắt Dương Trường và ca ca ta. Trương Chân Nhân chịu khó nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi điều tra cổ mã. Hồng Anh, nhìn thấy ta sao lại quảng hốt? Muội, muội đâu có? Chuyện ta giao muội làm chứ? Muội, muội dám trái lệnh ta, muội sẽ không bao giờ ra tay với ông ấy. Muội có biết mình đang làm gì không? Muội phản bội ca ca ruột vì một người lạ. Quynh không phải ca ca ta, ca ca ta sẽ không đánh ta, càng không ép ta giết người. Không biết điều. Ca ca, dừng tay đi. Chúng ta từng sống vui vẻ trong núi thế mà. Quynh theo muội về nhà được không? Mình cùng đi săn, cùng điêu khắc gỗ, vẫn có thể sống tốt mà. Muội không hiểu gì hết. Ta được trời ban mệnh tướng tinh, sao có thể ru rú trong núi với muội, làm thợ săn bần tiện được? Thợ săn có gì không tốt? Mưu cầu tiền tài bằng thủ đoạn bất chính mới là bần tiện. Im đi.
Sao giờ ngươi mới tới? Lễ tế của quỷ soái tám bộ tộc mưu tính lâu như thế, ta tin thế nào cũng tìm ra manh mối trong miếu thần. Giờ ta vào tra rõ thực hư, việc tiếp ứng tiếp sau làm phiền ông. Chuyện này ngươi yên tâm, ta đã dò la rõ ràng rồi. Giờ tuất mỗi đêm, đám tùy tùng áo trắng sẽ thay phiên canh gác ở đây. Lúc này cửa khôn góc tây nam lỏng lẻo nhất, ta tiếp ứng các người ở ngoài đó. Nhớ kỹ đó, lão già cổ mã quỷ kế đa đoan, đừng nhẹ dạ cả tin. Trương chân nhân, vào ngồi chơi đi. Đại du sư, vì sao nửa đêm lại một mình ở đại điện? Ta chờ ngươi xuống. Chờ ta? Vậy xem ra ngươi là kẻ đứng sau. Trường Nhi, Trường Nhi, con sao vậy? Con yên tâm, sư phụ sẽ đưa con tới nơi an toàn. Ai muốn đi với ông chứ? Ta là quỷ soái bộ tộc phương nam của quỷ soái tám bộ tộc, không phải đồ đệ ông. Cổ mã, rốt cuộc ngươi đã làm gì nó? Ta chỉ cho hắn thứ ngươi không thể cho. Ngươi muốn đưa hắn đi thì tối nay là cơ hội cuối cùng. Cháu bé à, nào, nào, đừng sợ, ta đưa cháu về nhà. Cháu sợ quá, liệu có quỷ quái không? Trên đời này không có quỷ quái, đó đều là ảo giác trong lòng cháu.
bắt hắn lại. Bắt hắn lại. Mau, bắt hắn lại. Bắt hắn lại, mau. Bắt hắn lại. Nha đầu, tới lúc cô ra tay rồi. Bên này. Bắt hắn, bên này. Đi mau, bên này, đừng để hắn chạy. Mau, bên này. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Bắt hắn lại, bên này. Mau, đừng có chạy. Đứng lại, mau. Bao dây lại. Mọi người bình tĩnh nghe ta nói. Bình tĩnh. Nghe ta nói. Bà con, hắn là tên yêu tà bắt cóc trẻ con. Bắt hắn lại. Bắt tên yêu tà đó. Đừng làm tổn thương đứa bé. Con ta. Con đừng sợ. Mẹ ở đây. Mọi người xem đi. Chính tên yêu tà này bắt con ta. Mọi người đừng hiểu lầm. Đứa bé này được ta cứu ra từ trong mật thất của đại du sư. Ai tin ngươi? Đánh chết hắn. Ai tin ngươi? Đánh chết hắn. Ai tin ngươi? Đánh chết hắn. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đừng đánh nữa. Đừng đánh. Dừng tay. Trời cứu chúng con với. Châm lửa. Dừng tay. Dừng tay. Dừng hết cho ta. Mau thả những người vô tội này ra. Bằng không ta bắt hắn các người về Nha Môn. Giang Châu quyền lệnh đại nhân giờ tai họa liên miên. Họ là vật tế của thôn. Để xin ông trời tha thứ cho bọn ta. Tế bằng người sống. Đúng là quan đường. Quan đường. Người phá hoại lễ tế của bọn ta. Người chính là yêu tà. Bà con, hắn là yêu tà. Đúng, yêu tà. Châm lửa. Cứu mạng. Dừng tay. Dừng tay mau. Trương chân nhân, ngươi được chết trong đêm tốt đẹp này là vinh dự của ngươi. Bà con, mọi người vừa bái tế sơn thần. Là sơn thần chỉ dẫn mọi người tìm ra con cái mất tích, thiêu chết tình yêu tà này. Là sau này mọi người bình an. Thiêu chết hắn. 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 Đại du sư. Thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn. Đại du sư, ta muốn tự tay thiêu chết tên yêu tà này. Hai đứa cháu của ta đều bị hắn hại chết. Ta không thể tha cho hắn. Đại du sư, để cho ta làm đi. Ta muốn báo thù cho bọn trẻ. Được. Vậy ta trao quyền cho bà lão này. Để con cháu bà ấy được chết nhắm mắt. Thiêu chết hắn. 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 Thiêu chết hắn.
chân nhân, mau lên ngựa. Quả nhiên là ông. Đi, đi. Đứng lại, đừng có chạy. Mau lên nào. Cưỡi ngựa còn không nhanh bằng ta chạy bộ à? Sao rồi? Vết thương ngoài da thôi, không đáng lo. Sau khi Dương Trường bị Cổ Mã bắt thì dường như thành con người khác. Cổ có thể làm người ta thay đổi đến thế sao? Cổ bình thường chỉ là mấy loại cổ độc, còn cái hắn trúng là quyển cổ. Độc tố quyển cổ có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác, có hiệu quả gây ảo giác, phóng đại gấp trăm ngàn lần dục vọng của ký chủ, chiến thắng nội tâm ký chủ, đánh mất bản tính của ký chủ. Nên phải mau chóng diệt trừ tên ác nhân Cổ Mã. Vậy ca ca ta cũng trúng quyển cổ. Đúng vậy, ca ca cô và đồ đệ của Trương Chân Nhân đều là vật tế Cổ Mã chọn. Phải làm sao để giải trừ quyển cổ? Cách duy nhất là giết Cổ Mẫu. Mà người biết Cổ Mẫu ở nơi nào? Chỉ có Du Sư Gù thôi. Du Sư Gù rốt cuộc là ai? Là bà già cực đáng ghét đó, tự xưng là Du Sư Dương Thất nước Thục xưa. Thuộc tế Trường Sinh là bà ta truyền cho Cổ Mã. Nghĩ tới bà ta là ta tức lộn ruột. Ta đã đánh giá thấp hắn, không ngờ vẫn để hắn chạy thoát. Chạy rồi thì thôi. Tóm lại, sau đêm nay, dù hắn có tới cũng không tìm ra đồ đệ nữa. Bà chuẩn bị xong chưa? Đại Du Sư yên tâm, lễ tế sắp bắt đầu. Nghe kể ngày xưa thiên tai, vua nước Thục xưa Tàm Tùng dẫn các du sư bái tế cây thanh đồng. Quỷ soái tám bộ tộc dưới trướng ngài cam tâm tình nguyện làm vật tế, mở cổng trời vào ngày nguyệt thực. Tam Tùng vì thế mà có được 300 năm tuổi thọ. Đó chỉ là truyền thuyết gạt người cả thôi. Thật tình, nếu hắn lợi dụng quyển cổ tạo ra quỷ soái tám bộ tộc, lão già này dốc hết tâm trí tìm ra 8 người có mệnh cách tương tự quỷ soái thượng cổ, lần lượt đặt 8 loại quyển cổ ở 8 hướng. Độc tố quyển cổ một khi ngấm vào máu người thì sẽ làm người ta thần trí mơ hồ. Nếu ngấm vào lục phủ ngũ tạng thì sẽ làm người ta mất đi bản tính. Một khi ngấm vào tim thì dù có tìm ra Cổ Mẫu e là cũng hết cứu nổi. Lão già Cổ Mã mưu tính bao nhiêu năm mãi mới gom đủ quỷ soái 8 bộ tộc. Ta nghĩ thế nào hắn cũng nôn làm lễ tế. Vậy đàn tế ở đâu? Vị trí đàn tế phải nhờ hình vẽ chỉ định nào đó chỉ dẫn. Quẻ bói của hình vẽ có thể phán đoán ra thời gian và vị trí làm lễ tế quỷ soái 8 bộ tộc. Chỉ tiếc tới giờ lão phu vẫn chưa thấy hình vẽ đó. Ta phát hiện hình vẽ này trong sơn động dưới miếu thần, có lẽ sẽ tìm ra manh mối về thời gian và vị trí. Điểm làm lễ tế chắc là ở sinh môn trong bát quái đồ này. Nhưng sinh môn ở đâu thì phải suy diễn theo thời gian làm lễ, cũng tức là thời gian làm lễ khác nhau.
thì địa điểm cũng biến đổi theo. Vậy thời gian là khi nào? Đêm nay. Lễ tế của cổ mã là vào đêm nay. Điều gì cho thấy thế? Hắn gian bậy, tưởng rằng ta chết chắc. Lúc hắn dương dương tự đắc, đã nói hớ ra. Tối nay là cơ hội cuối cùng của ngươi. Được chết trong đêm tốt đẹp này là vinh dự của ngươi. Tối nay là đúng ngày nguyệt thực. Không hay rồi. Theo suy đoán này thì chưa tới nửa canh giờ nữa là lễ tế quỷ sói bắt đầu. Vậy mình phải tranh thủ thời gian tìm ra địa điểm. Khôn Lục Đoạn, tám hướng tây nam, Cấn Phúc Uyển, núi Tề đông bắc, Tổn Hạ Đoạn, đông nam không có gió, Tốn Đông, Đoài Tây, Ly Nam, Khảm Bắc. Hướng nguyệt thực là đông nam. Hướng tây bắc có một ngọn núi cực âm phải không? Có, núi Ưng Tường ở tây bắc. Mau lên đi. Giờ rồi. Chủ nhân, mời ngươi. Tay khố ca giáp. Các dũng sĩ, giờ là lúc các người hiến tế rồi. Khắc Tô Lỗ Ili Ma Trá, cáp tay khố ca giáp.
cổng trời sắp mở rồi. Mau, mau nữa lên. Cáp tay khố ca giáp. Khắc tô lỗ Ili ma trá. Cáp tay khố ca giáp. Dừng tay. Lại là ngươi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào. Được. Ngươi đâu? Giết hắn cho ta. Khố cà đá. Khắc tô lỗ Ili ma trá, cáp tay khố ca giáp. Khắc tô lỗ Ili ma trá, cáp tay khố ca giáp. Cứu mạng. 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 Các người cho ta biết. Các người cho ta biết. Ta phải làm sao để cứu mọi người. Ta phải làm sao để cứu mọi người. Khắc tô lỗ Ili ma trá, cáp tay khố cà giác. Khắc tô lỗ Ili ma trá, cáp tay khố cà giác. Khắc tô lỗ Ili ma trá, cáp tay khố cà giác. Khắc tô lỗ Ili ma trá, cáp tay khố cà giác. Khắc tô lỗ Ili ma trá, cáp tay khố cà giác. Khắc tô lỗ Ili ma trá, cáp tay khố cà giác. Khắc tô lỗ Ili ma trá, cáp tay khố cà giác. Chỉ còn bước cuối nữa thôi. Chỉ cần cổng trời mở ra là chúng ta sẽ được trường sinh. Khố cà giáp. Khố cà giáp.
mau phong bế hai huyệt nghinh hương. Chúc mừng chủ nhân, cổng trời mở rồi. Tâm sinh là đủ loại ma sinh, tâm diệt là các loại ma diệt. Trương chân nhân, người tu hành bao nhiêu năm mà lý lẽ đơn giản vậy vẫn không ngộ ra à? Người mau tỉnh lại đi. Để cứu được họ, ta tu hành bao nhiêu năm vẫn không cứu được họ. Người không cứu được họ, nhưng người có thể tìm ra nguồn cơn tội ác, diệt trừ ác ma gây nên tất cả mọi chuyện. Đâu, đống đồng nát này mà muốn trường sinh ư? Đúng là nực cười. Bà già, chạy đằng nào, đưa cổ mẫu đây. Bà già, so lực chân với ta, ta cho bà mệt chết luôn. Bà mau chết tiệt, dậy đánh tiếp đi. Lão phù chơi chưa đã. Cổ mẫu đã về tay. Cổ mẫu chắc nằm trong mai rùa. Mở sao đây? Trương chân nhân chắc chắn có cách. Trương đạo lăng, ngươi không cho ta sống, vậy thì mình cùng chết. Mình đi xem thử hai người họ sao rồi. Tìm được cổ mẫu rồi. Tìm được cổ mẫu rồi. Trong mái rùa này. Tìm được cổ mẫu rồi. Cổ mẫu nằm trong mái rùa. Phương chân nhân, mau nghĩ cách mở ra đi. Một điểm vào hướng đông giáp ức mộc, hai điểm vào hướng nam bính đinh quả. Mở, thì ra cổ mẫu là còn góc ghẻ. Vậy giờ mình làm sao? Có cổ mẫu thì hai người yên tâm, giao cho ta. Thank you.
muốn chạy. Trắng chết. Còn thiếu món độc nhất. Thành công rồi. Thành công rồi. Thành công rồi. Thế có được không? Được, mùi gần giống lắm rồi. Được hay không, thử là biết ngay. Ca ca, Hồng Anh, Trương Chân Nhân đã trừ khử tên ác nhân cổ mãi cho chúng ta. Ông ấy là ân nhân của chúng ta. Sư phụ, đệ tử đạo tâm không vững, thật sự hổ thẹn. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, tỉnh lại là tốt. Hồng Anh cô nương, Hồng Anh cô nương, trước giờ toàn là ông bảo vệ ta. Ta suýt chút ta đã hại ông. Giờ đổi lại ta bảo vệ ông. Ca ca, Hồng Anh, muội, muội rất muốn, rất muốn cùng Quynh về lại núi rừng. Ca ca, Hồng Anh, Hồng Anh, Hồng Anh. Hồng Anh. Hồng Anh. Cứu mạng. Cứu bọn cháu với. Cứu mạng. Cứu bọn cháu với. Cứu bọn cháu chơi. Cứu cháu chơi. Cứu mạng. Các cháu bé, mấy đứa có thể về nhà rồi. Đa tạ ân nhân. Mau đứng lên, mau đứng lên. Mau đứng lên đi, mau đứng lên đi, mau đứng lên. Đứng lên cả đi, mau đứng lên. Mau đứng lên, đứng lên cả đi. Nào, mau đứng lên đi. Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Trận chiến này, danh tiếng du giáo ta tổn hại nặng nề. Cơ mà thấy bách tính bình an, lão đây cũng bất chấp luôn. Giáo phái chúng chẳng có tốt xấu, tốt xấu đều ở lòng người.
Sư phụ, tiếp theo mình đi đâu ạ? Về núi Long Hổ. Dạ được. Trương Chân Nhân, đưa ta theo cùng được không? Chào đón. Chờ ta. Tháng 7 năm Hán An thứ 2, Thiên Sư lên núi Thanh Thành, gặp quỷ soái 8 bộ tộc, đại chiến với chúng quỷ, thu phục ác ma ngoại đạo, diệt trừ tà gian. Thiên Sư đạo pháp tinh tấn, chúng ma không thể địch nổi, ai nấy cũng hàng phục, xin nguyện quy y chính đạo. Vì thế Thiên Sư lệnh cho quỷ thần Ngũ Phương bát bộ lục thiên thề dưới đàn hoàng đế núi Thanh Thành. Người ở dương gian, quỷ ở âm giới, giam quỷ dương lục thiên ở thành Phong Đô Bắc Âm, lưu đày quỷ soái 8 bộ tộc tới biên giới Tây Dực. Từ đó yêu ma hàng phục, bách tính an vui. Ông lão, vị thuốc cuối cùng để cứu bọn ta khi đó là gì thế? Người muốn biết không? Muốn chứ. Đừng đi, ngươi phải uống chứ, gớm quá.